On January 23 and 24, in many areas of Hanoi, there were many performing arts activities at Hanoi Kailung Theater, Thang Long Music Theater, Circus Art Theater, and Variety Hanoi, Hanoi KO Theater. At the cultural center of the city, the Hanoi Information and Exhibition Center, the National Museum of History, and the National Library, there will be exhibitions introducing many information, documents, and images about the Communist Party of Vietnam, such as the thematic exhibition President Ho Chi Minh, Founder Leadership and Training of the Communist Party Vietnam, presenting the theme, the Vietnam Communist Party, from the Congress to the Congress, Our Party is So Great, and documentary exhibition, the Communist Party of Vietnam, Bright Faith Forever. In addition, at the National Cinema Center, there was the film, Successfully Welcome, the 8th National Congress of the Party, celebrating the 91st anniversary of the foundation of the Vietnamese Communist Party. Trong hai ngày 23 và 24 một tại New Chubu của thành phố Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật qua nhà hát Cải Lương Hà Nội, nhà hát Ca Mu Nhạc Thanh Long, nhà hát nghệ thuật sách và Kỳ Hà Nội, nhà hát Kéo Hà Nội, tại trung tâm văn hóa thành phố, trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội, bảo tàng lịch sử quốc gia và chủ biên quốc gia tiền và các triển lãm giới thiệu Joy to New Thông tin Chu Lưu Hin An Bè Tang Cung San Việt Nam New Trem Lam Chuen De Chu Thi Ho Chi Minh Nhoi Sang Lập Lần Đạo Bà Lên Luân Tang Cung San Việt Nam Trung Bái Chuen De Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ Đại hội Đến Đại hội Truyền lãm Đảng Thà Đất Là Vĩ Đại Và Truyền lãm Chủ Liệu Đảng Cộng sản Việt Nam Sáng Mai Niềm Tin Nổi Lạ Tại Trung Nam Tâm Truyền phim Quốc gia Đến giá đốt phim chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 khóa tăng kỷ niệm 91 năm nay thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.